nên mua vào bất động sản căn hộ chung cư vào năm 2020. Đây là chủ đề mà Thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì điều đầu tiên mà Thắng ơi muốn làm rõ với anh chị và các bạn là tại sao trong lúc rất nhiều các cái phương tiện truyền thông thì đưa ra những cái thông tin tiêu cực về thị trường bất động sản có một số uh, cơ quan truyền thông cũng như các cái trang báo trên mạng và báo giấy thì cho rằng bất động sản năm 2020 trở đi sẽ còn xấu hơn nữa. Tuy vậy thì cái điều này đã được Thắng ơi dự báo từ nửa cuối năm 2018 và sang được 2019 thì thị trường bất động sản đã có một năm được coi là có những cái tín hiệu khó khăn nhất định trong cái câu chuyện là số lượng giao dịch cũng như là cái sự nóng ấm của thị trường không còn được như trước nữa mức tăng của một số phân khúc cũng như là một số sản phẩm trên thị trường thì đã có sự chứng lại rõ nét vào nửa cuối năm 2019 ngày hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2019 thì thưa anh chị và các bạn thì những cái dự báo của chúng tôi thì không phải là cái câu chuyện chúng tôi tự cảm nhận mà nó căn cứ vào những cái số liệu cụ thể về nền kinh tế Việt Nam nữa cuối năm 2017, đầu 2018 và chúng tôi chính thức đưa ra những cái dự báo ban đầu về thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ có những cái dấu hiệu của của câu chuyện thiếu tích cực trong năm 2019 và trước đó chúng tôi có một cái video về câu chuyện là khuyến nghị anh chị và các bạn không nên mua vào bất động sản vào năm 2019 vì vậy đến ngày hôm nay thì phần lớn những cái chia sẻ của chúng tôi cách đây một vài năm trước thì đã đều đã được công khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là những nhà đầu tư gọi là thứ cấp tức là những nhà đầu tư cá nhân đều đã nắm và đều đã biết ai trong số chúng ta có tham gia lĩnh vực bất động sản cũng như là làm kinh doanh trong cái lĩnh vực bất động sản hoặc là những người chỉ đơn thuần là mua một cái căn hộ bất động sản để ở thì cũng đã có những cái 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 cái, cái cái nhận thức cụ cụ thể hơn rõ nét hơn về cái tình hình thị trường thì không được mấy sáng sủa giữa cái lúc mà cơn bão truyền thông đang đưa ra những cái thông tin không được mấy sáng sủa lắm về thị trường thì thắng ơi bắt đầu nhìn ra và nhận ra được một vài cái tín hiệu những cái dấu hiệu cho thấy rằng là, là thị trường bất động sản trong năm 2020 sẽ bắt đầu có một cái xu hướng đó là hình thành uh, cái sự tích lũy uh, cân bằng tức là tìm tìm kiếm một cái điểm cân bằng của thị trường vào năm 2020 và nếu như cái điểm cân bằng đó được xác lập vào khoảng tháng quý 3 năm 2020 thì quý 1 quý 2 chúng ta đều hoàn toàn có thể xem xét uh, giải ngân và mua vào một số các cái sản phẩm bất động sản riêng lẻ cụ thể và mang tính chất đại chúng đó là căn hộ chung cư. Đây là một trong những cái nhu cầu mà khá là thiết yếu đối với lại nhiều các cái cặp gia đình muốn tách hộ các cái cặp gia đình trẻ em muốn thách hộ cũng như là cái nhu cầu khá là thông dụng đối với dân văn phòng tại các thành phố lớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại nói như vậy? Và tại sao thì thì, thì thì người ta nói xấu thắng người lại nói tốt người ta nói tốt thì thắng người nói xấu khi mà chưa ai nói về cái sự tiêu cực của thị trường thì thắng người nói mà khi ai cũng nói về sự tiêu cực thì thắng người lại không nói nữa và chia sẻ với anh chị và các bạn những cái chủ đề có phần khác lạ một chút và mang tính chất dự báo về tương lai một chút để anh chị và các bạn nắm thông tin để đi thẳng vào vấn đề ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một vài các cái chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam năm 2018, 2019 dưới cái cơ sở dữ liệu của chúng tôi mới thu thập được trong thời gian vừa qua thì uh, nếu so với lại uh, năm 2017 thì năm 2018 được coi là đỉnh điểm của tăng trưởng kinh tế Việt Nam uh, GDP đạt 7.08% so với năm 2017 thì tăng hơn À, khoảng 0.2% tức là từ 6.81% năm 2017 tăng lên Tuy vậy thì tính tới quý 3 năm 2019 thì hiện nay GDP của nền kinh tế Việt Nam đang có những cho thấy những cái dấu hiệu chứng lại hoặc là được coi là chậm lại Tuy vậy cái việc chậm lại này thì nó không đáng kể và nó vẫn thể hiện những cái điểm khá là tích cực Tức là GDP tính cho gọi là ba quý đầu năm 2019 so với cùng kỳ thì tăng trưởng khoảng 6,98% so với mức 7.08% năm 2018 Thì thực sự đây là một trong những cái tín hiệu đáng mừng giữa lúc các nền kinh tế trên toàn cầu thì khá là tiêu cực, đặc biệt là kinh tế Trung Quốc và một số nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh trước đó thì đã chậm hẳn cái đà tăng trưởng à, Trung Quốc và một số các quốc gia của Châu Âu thì chậm hẳn cái đà tăng trưởng ảnh hưởng tới cái tăng trưởng kinh tế toàn cầu à, về CPI thì năm 2016, 17, 18 thậm chí cả 19 thì chúng ta vẫn là một trong những quốc gia mà giữ được cái tỷ lệ lạm phát khá là thấp với năm 2016 thì CPI của chúng ta ở cái mức khoảng 2,66%, 2017 thì khoảng 3,53% và đỉnh điểm của lạm phát là năm 2018 ở mức 3,54%. cái này nó cũng hoàn toàn tương đồng với cái GDP tức là tốc độ tăng trưởng của chúng ta cao nhất vào năm 2018 thì chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta cũng tăng cao nhất là 3,54%. Uh, nhính lên một chút so với lại 3.53 năm 2017 và bước sang năm 2019 thì tính hết quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ thì chúng ta mới chỉ có tăng cpi khoảng 2,5 phần thôi 2,5 phần thôi như vậy Đây là một mức tăng lạm phát khá là thấp nó hội tụ rất nhiều đủ những cái yếu tố những cái điều kiện để chúng ta hoàn toàn có thể uh, sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ kinh tế Nếu cần thiết bởi vì tăng uh, trưởng lãm phát của chúng ta là khá thấp theo dự báo của một số các cái chuyên gia kinh tế lớn trên thế giới cũng như là một số cái chuyên gia kinh tế đầu ngành ở Việt Nam thì dự báo là GDP tăng trưởng uh, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 uh, hết quý tư thì rơi vào đó đâu đó khoảng tầm 6,8 đến 6,85% uh, so với mức là 7.08 7,08% năm 2000 19 chúng ta có chậm lại một chút tuy vậy thì cái mức chậm lại là không đáng kể còn về CPI thì có nhiều khả năng với cái câu chuyện là cuối năm thì chúng ta đang nhìn thấy là giá thịt lợn hơi đang tăng lên một cách chóng mặt cùng với câu chuyện là áp lực về cái nhu cầu hàng hóa cuối năm thì khả năng chúng ta đang có một vài cái dự báo liên quan đến là tốc độ tăng tăng CPI tức là tốc độ tăng cái lạm phát chúng ta sẽ nằm ở đâu đó khoảng tầm 4 4% 4% đây là mức khá là tốt và có thể chấp nhận được về cái tăng trưởng xuất khẩu, FDI mới, cán cân thương mại và cái tăng trưởng tiêu dùng trong nước thì chúng ta cũng có những cái số liệu khá là khả quan so với lại năm 2017 à, thì cái tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta thì uh, chậm dần và những cái tín hiệu về tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta thực sự đã có những cái dấu hiệu ban đầu uh, cho cái câu chuyện này thì cái câu chuyện khi mà những cái tín hiệu này thì nó phát đi tín hiệu ngay lập tức thì nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và chúng ta đã được nghe qua và nghe nhiều lần về câu chuyện thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đỉnh vào, vào cuối năm 2017 đầu 2018 vào tháng 4 năm 2018 thì đỉnh của thị trường chứng khoán là 1.200 điểm đối với chỉ số VN Index và có thể là cái tăng trưởng xuất khẩu này nó cũng đóng vai trò là một cái, cái 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 chỉ số tham khảo rất tốt cho thị trường chứng khoán Chúng ta biết rằng là đỉnh điểm của tăng trưởng xuất khẩu chúng ta năm 2017 đạt mức 21,8%. Đó là đỉnh điểm từ mức 8,99% năm 2016 và mức thấp hơn là năm 2015 thì 7,85%. Thì giờ, sang năm 2018 thì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chậm hẳn lại và đạt chỉ mức khoảng 13,3% so với mức 21,8% năm 2017 thì khá thấp. Và đến tính đến quý Hết quý 3 năm 2019 thì cái tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta thực sự ảnh hưởng một cách rõ nét rất là rõ nét luôn thì mới đạt khoảng 8,4% thôi. 8,4% đến quý 3 năm 2019 thì so với cùng kỳ. À, theo dự báo thì năm nay chúng ta tăng trưởng xuất khẩu khoảng đâu đó từ 8 đến 10%. Con số chính xác là khoảng 9,2% cho năm 2019. Vì như vậy là chúng ta thấy được rằng là à, 3 năm 2017, 18, 19 thì 27 là đỉnh của tăng xuất khẩu, sau đó thì giảm dần và cái chỉ số này ảnh hưởng và thể hiện rất rõ nét trên thị trường chứng khoán. Nhưng mà nếu như mà chúng ta giữ được cái mức tăng trưởng xuất khẩu từ giờ tới cuối năm ở cái mức khoảng 10% thì mức này cũng được coi là chấp nhận được. Về cái cán cân thương mại thì có một điều mà chúng ta thực sự đáng mừng đó là trong 3 năm trở lại đây 2016, 17, 18 thì chúng ta có một cái cán cân thương mại khá là tuyệt vời đó là thẳng dư thương mại năm 2016 chúng ta thẳng dư khoảng 1,7 tỷ đô của năm 2017 thì chúng ta thẳng dư khoảng 2,11 tỷ đô sau năm 2018 thì thẳng dư khoảng 6,8 tỷ đô và 2019 thì thực sự là một điều một tín hiệu đây là một trong những cái chỉ số đáng mừng nhất trong tất cả các chỉ số uh, kinh tế của Việt Nam thì tính hết quý 3 năm 2019 thì cái uh, cán cân thương mại của chúng ta là thẳng dư khoảng 7,15 tỷ đô la Mỹ đây là một chỉ số thực sự rất 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 tuyệt vời luôn. FDI thì uh, xấu hơn một chút cái FDI đăng ký mới và giải ngân thì so với những năm trước đó thì chúng ta thấy được rằng là đỉnh điểm cũng là nằm ở năm 2017. Đây cũng vẫn là một trong những cái tín hiệu để phát đi cho thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán đã bị ảnh hưởng năm 2018 đúng như những cái cái gì mà các cái chỉ số liên quan đến tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng FDI đăng ký mới nó đã phát đi thì uh, chúng tôi đưa ra số liệu cho anh chị và các bạn dễ uh, nhìn nhận uh, về FDI đăng ký mới thì năm 2015 uh, năm 2015 thì chúng ta khoảng 22,8 tỷ, 2016 thì còn cũng 20,6 tỷ, năm 2017 thì 29,7 tỷ. Đây là đỉnh điểm về FDI đăng ký mới. 2018 thì chỉ còn có 25,6 tỷ đô thôi. Và tính đến hết quý 3 năm 2019 thì năm nay chúng ta đạt có khoảng 15,8 tỷ đô la Mỹ đăng ký mới và tương 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 gọi là cái tương quan về cái câu chuyện giải ngân thì vốn giải ngân thì năm 15 là 14,5 tỷ, 16 là 15,8 tỷ, 17 là 17,5 tỷ, 18 là 19,1 tỷ và hết quý 3 năm 2019 thì FDI của chúng ta khoảng 14,2 tỷ. Đây là cái mức mà giải ngân cũng được coi là tích cực cho thị trường Việt Nam. Về cái tăng trưởng tiêu dùng trong nước thì đây là một điểm sáng thứ hai ngoài cái cán cân thương mại và cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Chúng ta điểm qua nhanh về cái tỷ lệ tỷ lệ dự trữ ngoại hối theo cái thông điệp phát đi của chúng ta hiện nay thì tỷ lệ dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì nó nằm ở khoảng đâu đó trên 70 tỷ đô la Mỹ, đây là một trong những cái chỉ chỉ số rất là tích cực tăng trưởng liên tục trong giai đoạn gần đây. Và cái tăng trưởng tiêu dùng trong nước của Việt Nam mình thì kể từ năm 2016 đến nay thì nó cũng có một cái sự tích cực nhất định từ mức 10% của năm 2016 mà tăng vọt lên cái mức 11,6% năm 2019 tức là hết quý 3 năm 2019 và nó tăng đều 11,2, 11,3, 11,6 tức là nó vẫn duy trì ở cái mức gọi là cái tăng trưởng tiêu dùng trong nước khá là tốt đây cũng là điều đây cũng là cái tín hiệu khá là tích cực cho thấy là một cái số cái doanh nghiệp liên quan đến hàng tiêu dùng ví dụ thế giới động phú Nhận duy vẫn duy trì được cái tốc độ tăng giá của thị trên thị trường chứng khoán là cái thứ mà có thể nhiều người trong lĩnh vực đầu tư không để ý nhưng các chỉ số này nó nó cho thấy là cái, cái dòng tiền giải ngân và của các quỹ đầu tư lớn đều tập trung vào những nơi mà có những cái sự tích cực nhất định đó là vài à, điểm cho mà chúng ta có thể điểm qua với anh chị và các bạn về cái tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam à, giai đoạn 2016-2019 và còn rất nhiều các cái chỉ số kinh tế khác mà chúng tôi có thu thập được cũng như là đã có một cái hợp đồng gọi là hợp tác với lại bên cái đơn vị dữ liệu của Việt Nam, Việt Data để có thể cung cấp cho anh chị và các bạn trong thời gian tiếp theo. Cũng như là chúng tôi cũng đã làm một cái hợp đồng hợp tác với lại một trong những cái đơn vị hàng đầu về cái dữ liệu của doanh nghiệp đó là Fin 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 Pro, Fin Fin Group. Finup và một một cái đơn vị khác nữa đó là Vina Vina Pro. À, đây là một trong những cái đơn vị mà chúng tôi sẽ sử dụng cái dữ liệu để cung cấp mà cho anh chị và các bạn à, trong thời gian sắp tới thì chuyên nghiệp hơn. Quay lại cái chủ đề của chúng ta thì thưa anh chị và các bạn thì chúng ta vừa điểm qua những cái thông tin kinh tế thì nó cũng có tích cực và có tiêu cực. Tuy vậy thì chúng ta cũng nên nhớ được rằng là những cái tín hiệu phát đi của nền kinh tế thông thường thì nó sẽ là thứ thể hiện sau so với những cái biến động của giá trên thị trường, đặc biệt là giá chứng khoán và giá bất động sản cũng như các cái kênh đầu tư khác. Do đó thì khi mà tất cả mọi thứ nó đã có vẻ có phần là tiêu cực một cách thái quá thì chúng ta cần phải quan sát và nghiên cứu trở lại những vấn đề là có nên giải ngân hay không cái đây hai năm vẫn quay lại câu chuyện là trước đó thì chúng tôi chỉ là dựa vào những cái dữ liệu kinh tế này thì chúng tôi đưa ra phân tích cho anh chị và các bạn tuy vậy thì chúng tôi không đưa cụ thể mà chỉ đưa ra những cái cảm nhận phán đoán và đưa ra những cái suy xét thôi thì anh chị nhiều các bạn hay có cái ý kiến rằng là phán bừa phán ẩu thực ra thì dưới góc nhìn của một người làm tài chính có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như là một trong những người có thâm niên kinh nghiệm trong cái việc phân tích uh, kinh tế vĩ mô và phân tích các cái báo cáo tài chính thì chúng tôi đều đưa ra những cái suy xét của chúng tôi dựa trên một cái căn cứ gọi là số liệu đồng hoàng. Tuy vậy thì không có đủ thời gian. Ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ chia sẻ với anh chị và các bạn chừng đấy số liệu thôi thì đã mất khoảng 15 phút của anh chị và các bạn rồi mong anh chị và các bạn là rất là thông cảm và, và tiếp tục ngồi trước màn hình để nghe vào cái chủ đề chính của buổi ngày hôm nay để anh chị và các bạn cảm thông với chúng tôi về câu chuyện những người làm số liệu có rất đầy đủ những các cái số liệu mà anh chị và các bạn mong muốn tuy vậy thì cái thời lượng của một cái video một cái vlog thì nó không lớn để anh có thể ngồi chia sẻ và điểm qua hết được các cái thông tin về dữ liệu anh chị và các bạn và đôi khi mà nếu cái điểm dữ liệu như vậy thì nó khá là khô khan và nó gây ra những cái ức chế, bức xúc cũng như là nó không có sự vui vẻ gì với triệu bạn. Để làm uh, cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay nó thoải mái hơn, nó vui vẻ hơn thì anh chị và các bạn uh, uh, cứ thoải mái uh, đi kiếm một cốc trà hay là một ly nước để chúng ta có thể ngồi nói chuyện một cách gọi là vui vẻ hơn nhiều. Cũng như là nhớ đăng ký để uh, để chúng tôi sẽ để lại cái đường link trên màn hình quý chị và các bạn để đăng ký đặt mũ, đặt nón Theo ủng hộ Thắng ơi. À, Thắng ơi có một số các cái nón như thế này trong thời gian sắp tới sẽ cung cấp cho anh chị và các bạn. Đây những cái nón như thế này để cung cấp cho anh chị và các bạn thì anh chị và các bạn nhớ là đặt đặt nón trên cái đường link ở phía trước màn hình để ủng hộ Thắng ơi. Uh, giá thành của một cái nón này thì nói chung là rất đẹp, siêu đẹp luôn anh chị các bạn. Đảm bảo với anh chị và các bạn là đẹp và giá thành nó nằm ở khoảng 168 000 ngàn một cái. Trong cái giai đoạn đầu của cái chương trình gọi là mua nón ủng hộ Thắng ơi thì chúng tôi uh, chiết khấu cho anh chị và các bạn uh, ở cái mức giá 129 000 ngàn một cái nón như này. Bao với anh chị và các bạn đẹp, bền và các cái đường kim mũi chỉ thì khá là tuyệt vời luôn. Một cái sản phẩm uh, dệt may hàng Việt Nam chất lượng cao. À, thưa anh chị và các bạn thì chúng ta tiếp tục với cái chương trình của chúng ta thì tại sao chúng tôi lại đưa ra những cái khuyến nghị cho anh chị và các bạn về cái câu chuyện đó là nên mua vào uh, xem xét cân nhắc và đánh giá cũng như là tìm kiếm mua vào cái sản phẩm uh, bất động sản là căn hộ chung cư thì như nhiều video trước đó đã nói thì chúng tôi sẽ nói lại vài ý như sau về cái phân khúc của bất động sản thì có rất nhiều phân khúc khác nhau đất nền đất nhà phố biệt thự liền kề phân khúc uh, chung cư cao cấp trung cư uh, trung bình và trung cư thấp cấp cũng như rất nhiều các sản phẩm đất nền ở ngoài kia đang và đã chào bán với cái mức tăng trong giai đoạn 2016 2019 thì khá là cao tăng từ 3 thậm chí là 4 lần so với một số khu vực cụ thể Tuy vậy thì ở cái phân khúc trung cư đặc biệt là phân khúc trung cư trung bình thấp tức là ở cái mức khoảng tầm từ 1 tỷ rưỡi tới 2 tỷ thì cái mức tăng trung bình cho một năm nó nằm ở khoảng từ 15 đến 16 phần uh, trăm 15 đến 17 phần trăm đây là một trong những cái mức tăng không cao so với 16, 17, 18, 19 thì 4 năm thì nó tăng đâu đó khoảng uh, chưa tới uh, chưa tới 50% chưa tới 60%. Khoảng 60%. So với các cái phân khúc bất động sản khác thì nó tăng không nhiều. Và nó tăng uh, theo với lại cái việc bù đắp cái 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 cái, cái lãi suất ngân hàng cho cho các cái căn hộ chung cư cũng như là nó tăng để mà phù hợp với cái sản phẩm gọi là bất động sản căn hộ nó tăng rất là ít và cái việc tăng ít đó thì anh chị và các bạn sẽ đặt câu hỏi là liệu thị trường bất động sản có vấn đề thì nó có giảm hay không thì thưa anh chị và các bạn là nếu thị trường bất động sản có vấn đề thì nó cũng không có khuynh hướng giảm nhiều lý do là bởi vì nó đâu có tăng đâu mà giảm thứ hai nữa là cái chi phí vốn uh, của việc bỏ ra để mua căn hộ chung cư so với lại lãi suất ngân hàng thì cái mức tăng khoảng 15% trung bình cho một năm ở uh, trung bình ở tất cả các cái, cái căn hộ chung cư uh, ở phân khúc một tỷ tạ tỷ rưỡi đến 2 tỷ thì như vậy là không không nhiều uh, chỉ mới hơn lãi suất ngân hàng một chút cộng với cái tiền mà anh chị và các bạn có thể thu về bằng cái việc là uh, cho thuê thì nó cũng không không thực sự nhiều. Do là có một số dự án thì anh chị và các bạn tham gia đóng tiền và nhận nhà ngay thì có thể cho thuê được, nhưng mà có rất nhiều dự án anh chị và các bạn mua thì phải chờ chủ đầu tư hoàn thành dự án thì mới có thể nhận nhà. Do đó thì cái giai đoạn anh chị và các bạn vẫn phải bỏ vốn nhưng mà chưa thu được cái phần tiền cho thuê do là chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ. Do đó thì anh chị và các bạn sẽ có không không có hoặc chưa có cái dòng tiền này. Trong thời gian sắp tới khi nhận nhà thì sẽ có nhưng trước đây thì không có. Đấy, những vấn đề như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái phân khúc căn hộ trung cư trung bình và thấp á, thì nó thực sự là tăng không nhiều. Và nó tăng không nhiều thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc để có thể xem xét sau một cái khoảng thời đoạn gần 2 năm, thị trường có những cái biến chuyển thiếu tiêu cực, tức là gọi là không tích cực lắm và rất là rất là có phần là hơi tiêu cực. Do đó thì đến nửa đầu năm 2019 thì chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm kiếm để có thể giải ngân. Uh, căn hộ chung cư được sản phẩm bất động sản là căn hộ chung cư được điều thứ hai mà đây là một trong những thông tin tại rất nhiều các cái hội thảo đặc biệt là những cái hội thảo chuyên ngành uh, hội thảo chuyên ngành thì hội tụ các cái chuyên gia đầu ngành và gần như là phải đóng tiền hoặc là phải uh, có một vài cái quen biết thì anh chị và các bạn mới có thể tham gia được tôi lấy ví dụ như gần đây có một cái hội thảo uh, của CBRE nó tổ chức thì có rất nhiều những cái chia sẻ và một trong những cái chia sẻ ở, ở trong cái buổi hội thảo này nó liên quan tới cái nguồn cung của cái phân khúc chung cư ấy, tức là các cái dự án về chung cư gọi là gọi là là, là, trung cấp và trung bình ấy, từ 1,5 đến 2 tỷ rưỡi ấy, thì là đang thiếu thiếu hụt một cách trầm trọng đặc biệt là năm 2019 trong năm 2019 thì một một, một 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 thương hiệu và hai dự án đã gần như là cân cả thị trường nếu như chúng ta loại trừ cái yếu tố là một thương hiệu hai dự án này nói thẳng ra đó là thương hiệu Vingroup và hai dự án là ở Hồ Chí Minh và Hà Nội đó là Vin City quận 9 bây giờ là đổi tên là cái gì đó thì tôi không biết và một cái dự án ở ngoài Hà Nội có tính tương tự thì nó đã đưa ra thị trường một cái số lượng căn hộ khá là lớn lên tới khoảng 15 ngàn căn hộ và nó là một trong những cái thứ đóng góp tới gần 70% cái, cái 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 lượng hàng bán trên thị trường năm 2019 và nếu loại trừ hai cái cái, cái 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 dự án này ra thì gần như là cái nguồn cung căn hộ của chúng ta là bị tắc nghẽn và được coi là sụt giảm một cách trầm trọng sụt giảm rất là trầm trọng và cái số liệu đó thì chúng tôi có số liệu nhưng mà không có thiểu thời gian để có thể cung cấp với anh chị và các bạn do đó thì anh chị và các bạn thì thì, thì nếu có nhu cầu thì uh, chúng tôi sẽ gửi mail về cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gửi cho anh chị và các bạn tuy vậy thì um, nhìn qua những cái số liệu như vậy đây những cái số liệu về cái 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 phần mà gọi là chung cư như vậy thì chúng ta sẽ phần nào đó thì có thể nhìn được rằng là chúng ta đang bị thiếu hụt nguồn uh, nguồn nguồn cung của cả hai cái thị trường lớn đó là hà nội và thành phố hồ chí minh và cái việc thiếu hụt nguồn cung này thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện đó là nhu cầu thì vẫn có khuynh hướng gia tăng nhưng nguồn cung thì sẽ giảm dần Vậy thì những cái dự án mà mở mới thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể tham gia để có thể kiếm được lợi nhuận và cái, cái rủi ro thì chắc chắn là sẽ không có nếu thị trường bất động sản những cái phân khúc khác có vấn đề hoặc thậm chí có bị suy giảm hoặc là chậm lại thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm là cái phân khúc này thì với những cái phân tích của chúng tôi thì anh chị và các bạn rất rất yên tâm cho cái câu chuyện mua và đặc biệt là với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua để ở thì hoàn toàn có thể yên tâm để có thể giải ngân À, mua bất động sản và cái phân khúc chung cư này vào năm 2020 nửa đầu năm 2020 chắc chắn là khoảng à, nửa sau của năm 2020 tức là gọi là hai quý quý năm 2020 thì giá đất chung cư thì chắc chắn là sẽ có cái khuynh hướng gia tăng đáng kể à, đấy những cái thứ đó nó sẽ cho chúng ta được một cái góc nhìn cho chúng ta một cái tầm nhìn nhất định về cái câu chuyện là lý do tại sao Thắng ơi lại đưa ra những cái lời lời chia sẻ như vậy thì một điểm nữa mà chúng tôi muốn chứng minh thêm với anh chị và các bạn và cũng là một cái dữ liệu cung cấp với anh chị và các bạn đó là một cái nghịch lý của thị trường trong giai đoạn nửa cuối năm 2019 liên quan đến câu chuyện đó là không không những không tăng về mặt lãi suất huy động và lãi suất tiền gửi à, tiền lãi suất huy động và tiền lãi suất cho vay mà thị trường tài chính và thị trường ngân hàng đang có những cái dấu hiệu nghịch lý cho thấy là giai đoạn cuối năm 2019 thì hoàn toàn không bị cái vấn đề về thanh khoản và có khuynh hướng đang giảm lãi suất uh, huy động trong mấy tháng gần đây. Đặc biệt là thông tin được public trên các phương tiện thông tin trang trên các cái trang 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 web về tài chính thì đã cho thấy hiện nay là có bốn ngân hàng trên hai tổng số 23 ngân hàng đang chạy đua chạy đua chạy đua ngược tức là giảm lãi suất huy động đó là một tín hiệu đáng mừng cho những người đang nắm giữ bất động sản nói chung những người đang nắm giữ bất động sản căn hộ nói riêng không chịu những cái áp lực ít phải chịu những cái áp lực về mặt lãi vay hơn trong thời gian sắp tới và sẽ có khuynh hướng cầm giữ cái sản phẩm của mình không đẩy ra ngược trở lại thị trường tạo thành cái nguồn cung và chính điều này nó cũng là cái nguyên nhân sẽ thúc đẩy cái việc là nguồn cung trên thị trường thì đang thiếu hụt thì có khuynh hướng càng thiếu hụt hơn nhu cầu thì tiếp tục tăng cao à, chắc chắn là sẽ tăng mỗi năm thì cái nhu cầu về chung cư phân khúc trung bình này thì nhu cầu tách hộ tách tách gia đình tách hộ hoặc là những gia những cái cặp vợ chồng trẻ hoặc là một số cái bạn trẻ có nhu cầu sở hữu một căn hộ chung cư thì sẽ tăng và điều đó nhiều khả năng sẽ cho anh chị và các bạn một cái biên lợi nhuận khá là tích cực cho năm 2020 21 khi anh chị và các bạn sở hữu một cái căn hộ chung cư không phải là mức tăng trung bình 15% như trước đây của cái giai đoạn trước nữa mà nó lại là con số cao hơn ví dụ 18 20% trăm so với mức trung bình mà chúng ta đang thấy rằng là các cái phân khúc bất động sản khác cũng như các kênh đầu tư khác đang phát đi những tín hiệu khó khăn thì đây là một trong những cái phân khúc mà chúng ta hoàn toàn có thể gọi là tham khảo và đưa ra quyết định phù hợp và một lần nữa chúng tôi cũng xin nhắc lại là với những người mà không phải là dân đầu tư bất động sản mà đang có nhu cầu thực sự để mua một căn hộ chung cư với cái mức giá khoảng 1 tỷ rưỡi tới hai tỷ rưỡi để sử dụng lâu dài thì nên cân nhắc uh, nửa cuối năm 2019 tức là những tháng còn lại và maximum là cho anh chị và các bạn 3 tới 6 tháng, 3 tới 4 tháng thôi chỉ 6 tháng thì hơi dài. 3 tới 4 tháng để xem xét và cân nhắc giải ngân mua một căn hộ chung cư. Như vậy là nó sẽ đem lại những hiệu quả theo cái dự báo của chúng tôi thì chắc chắn là sẽ tích cực và ít rủi ro. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành ra tới 25 phút để nghe cái video này tới ngày, tới thời điểm hiện nay của tháng ơi. Và đừng quên, một lần nữa đừng quên đăng ký vào cái đường link để mua ủng hộ tháng ơi. Thắng ơi sẽ có nhiều kinh phí hơn trong cái câu chuyện là sản xuất các video chất lượng hơn cũng như là có kinh phí để mà mua nhiều các cái dữ liệu cũng như là ký nhiều các cái 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 cái, 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 cái gọi là cái hợp đồng à, với lại một số đơn vị cung cấp dữ liệu để có những dữ liệu tích cực hơn ủng hộ và gọi là gửi tới chia sẻ tới anh chị và các bạn ngày càng hiệu quả và chất lượng hơn những đồng tiền uh, mua ủng hộ nón của anh chị và các bạn chính là những nguồn tiền để chúng tôi có thể mua thêm nhiều các cái dữ liệu tuyệt vời hơn làm và xây dựng những video tuyệt vời hơn trong thời gian sắp tới phục vụ quý anh chị và các bạn cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều có bốn nón đó là màu hai cái màu trắng đây hai cái màu trắng một cái màu trắng và chữ màu xanh xám đây hai cái và hai cái màu đỏ bốn màu có trong cái đường link mà chúng tôi để lại trên màn hình anh chị và các bạn Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo. Xin chào.